Xin chào các bạn, lại là mình Queen đây. Hôm nay chúng ta sẽ review bộ phim Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm phần 8 nhé. Tại đảo Havana, Cuba, nơi Dominic và Letty hưởng tuần trăng mật, cả hai đang nhìn ngắm một con xe đua độ từ động cơ của một chiếc tàu. Chiếc xe này đã được gìn giữ ba đời của chàng trai người Cuba. Có một cô gái chạy lại báo với Dominic là em họ của anh gặp rắc rối. Em họ anh đã vay một khoản tiền từ Rando, một tay chơi xe nổi tiếng của hòn đảo này. Hắn giải thích với Dominic bọn họ đã thỏa thuận về món nợ rồi. Dominic nhắc Fernando đã thỏa thuận thì sống chết cũng phải theo. Sau đó Rando xúc phạm đến Letty. Dominic nói chính anh sẽ giải quyết chuyện này bằng cách bọn họ sẽ có một cuộc đua tranh tài. Nếu hắn thắng thì phần thưởng là chiếc xe của Dominic. Còn nếu Rando thua thì phải đưa chiếc xe xịn sò của anh ta cho Fernando. Rando thách thức Dominic đua bằng con xe của người em họ. Dominic tháo hết các bộ phận của con xe cũ ra. Fernando nói con này là chậm nhất đảo, lôi nó ra thì khác gì thua luôn. Dominic nói chính người cầm lái mới là quan trọng. Letty lấy một bình khí nitơ cho Dominic. Anh tháo nắp capo gắn chiếc bình vào động cơ xe. Như vậy là Dominic đã có thể bước vào cuộc chơi. Cuộc đua đã bắt đầu. Letty và em họ lái xe máy đi trước chặn xe tại các ngã tư. Ban đầu Rando dẫn ưu thế, hắn ta chê cười chiếc xe của Dominic là hàng rác rưởi. Hai người tách ra khỏi một ngã ba. Rando dàn xếp đàn em lấy xe máy tông đầu xe của Dominic. Lúc này chiếc xe bị mất tốc độ, Dominic sử dụng đến bình khí nitơ ra. Chiếc xe dần đốt cháy động cơ, kính chắn gió cũng không chịu nổi sức nóng bèn vỡ vụn. Dominic phải quay ngược chiếc xe, anh tháo khóa xả bình nitro đẩy hết động cơ lùi hết tốc lực. Dominic đã chiến thắng cuộc đua trong suýt soát. Chiếc xe hướng về phía đám đông, Dominic bẻ lái và xuống mặt đất. Ngay sau đó chiếc xe đã rơi xuống biển. Rando lấy chìa khóa đưa cho Dominic với cả sự tôn trọng của anh ta dành cho Dominic. Tuy nhiên Dominic đã từ chối, anh nói lòng tôn trọng của Rando là đã quá đủ với anh rồi. Dominic còn tặng cho em họ chiếc xe của mình. Anh và Letty cùng nhau rời đi trong tiếng reo hò. Một buổi chiều đầy nắng và gió, Dominic đi chợ về. Anh gặp một cô nàng xinh đẹp tên là Cipher. Dominic đang kiểm tra máy thì cô nàng đã gọi ngay tên mình. Dominic đã nhận ra có điều gì đó bất thường. Cipher thừa nhận chính là người đã sắp xếp đưa Dominic đến đây và yêu cầu Dominic về làm việc cho mình. Sau đó cô ta đưa cho Dominic một chiếc điện thoại. Cipher tự tin rằng chính Dominic sẽ chính miệng nói làm việc cho à. Sau khi xem chiếc điện thoại, Dominic bắt đầu trầm tư. Cùng lúc đó Hope đang có một bài phát biểu sôi nổi trước đội bóng đá siêu nhí. Đây là đội của con gái anh. Đội bóng có một điệu múa đe dọa đối thủ cực hài. Múa xong mấy cô bé đối diện chả muốn chơi nữa luôn. Lúc này có một đặc vụ tiếp cận Hope. Ông chỉ ra các bà mẹ đang nhìn Hope chăm chú. Và số lượng còn nhiều hơn các cầu thủ nhí. Ông nói với Hope một quả bom sung điện đã bị lấy cắp ở Berlin. Thứ này có thể quét sạch điện lưới cả toàn thành phố. Anh đồng ý nhưng ông phải ở lại cổ vũ đội bóng cho đến khi con gái anh đi bàn. Sau đó Hope liên lạc với Dominic để tập hợp đội cùng nhau làm nhiệm vụ. Ngay sau đó Dominic và đồng đội của mình bao gồm Letty, Roman, T.E.G, Ramsey và Hope đã cùng nhau đến một căn cứ quân đội tại Berlin. Bọn họ cho nổ nơi này và đánh cắp thiết bị bom sung điện EMP. Quân đội bắt đầu truy đuổi bọn họ. Họ hạ đám người này bằng một quả cầu sắt siêu to khổng lồ mà anh Jaden đã thiết lập từ trước. Quả cầu quay lại một lần nữa đè bẹp những chiếc xe. Lúc này Letty thấy Dominic lo lắng khác thường. Cô nàng vừa lái xe vừa lo lắng cho Dominic. Sau đó cả nhóm chia nhau ra đánh lạc hướng quân đội. Hope đã cảm ơn Dominic giúp đỡ mình và hẹn sau khi về sẽ khao Dominic chầu nhậu. Dominic không nói một lời và lái xe tông vào Hope khiến anh ta lật xe. Dominic đã lấy đi quả bom EMP. Hope cố gắng cảnh báo cho Dominic về việc làm này. Dominic vẫn im lặng và rời đi. Hope thông báo cho đồng đội biết rằng Dominic đã phản bội và cướp mất quả bom. Cảnh sát không ngừng truy đuổi Dominic, nhưng có một chiếc máy bay đáp xuống đón cả người và xe, sau đó cất cánh và biến mất trong đêm tối. Những thành viên còn lại trốn vào một gara. Khi Ramsey dạy đặt câu hỏi về lòng trung thành, cô khẳng định Hope đã đúng. Dominic chính là kẻ phản bội. Letty phản ứng với Ramsey nói rằng cô còn thở là do chính Dominic đã cứu cô. Hope sau đó bị cảnh sát bắt giữ. Anh gặp lại ngài Nobody cùng với cậu nhóc nhân viên mới. Ông hứa sẽ đưa anh ra khỏi đây với điều kiện Hope phải tự thú tội của mình. Cậu nhân viên mới nhắc nhở Hope hãy nghĩ về con gái mình, đừng làm gì ngu ngốc. Hope túm lấy cổ chàng trai ép vào tường. Nghe lời ngài Nobody nên Hope đành thôi. Khi bước vào trong nhà tù, Hope đã gặp lại một người bạn cũ, đó là anh Hói. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cả hai được nhốt đối diện với nhau.
Anh hói cả khịa hốp, lớp bê tông dày 11 mét đó, đào cả đời cũng không thoát khỏi nơi này đâu bạn Hiền. Chàng hốp liên tục đấm vào bức tường thị uy sức mạnh. Bên này anh hói trêu chọc đống cơ bóp cho đẹp chứ chả làm gì ra trò. Hốp liền kéo chiếc ghế đổi cho khác. Một người thì dùng mùng không tốn sức, một người thì thể hiện bằng sức mạnh, không ai chịu nhường nhịn ai. Trên chiếc máy bay của Cipher, cô nàng dẫn anh tham quan bộ sưu tập đồ chơi toàn hàng khủng. Cipher rất thích con người như là Dominic. Cô ta bắt đầu màn tẩy não với Dominic. Chuyển cảnh sang hai người bạn thân đang tâm sự với nhau, cửa phòng hốp tự nhiên mở, còn chuông báo động đột ngột vang lên. Theo sau đó là quân lính với trang bị đầy đủ vũ khí. Anh hói cướp lấy roi điện từ một người lính và gây nhiễu hệ thống thả tất cả tù binh ra ngoài. Các tù binh có dịp quẩy banh nóc. Cảnh sát bắn đạn cao su áp chế tù nhân. Hốp cũng phải chịu chung số phận. Anh tấn công đám lính xông ra ngoài. Trong này cũng có rất nhiều tù binh từng bị hốp tống giam và họ đều muốn lấy mạng anh. Lính canh bắn viên đạn cao su không làm tổn thương lớp da dày của hốp. Anh ra sức chơi đùa với đám lính dở hơi này. Các cánh cửa an ninh tự động đóng lại. Anh hói ra sức vượt qua đám tù nhân và lính canh để trốn thoát. Hốp cũng không kém phần đuổi theo anh hói đến cùng. Cả hai ôm nhau chuẩn bị một trận tay đôi dữ dội. Nobody đã xuất hiện kịp lúc vây kín hai người. Ông dẫn Hốp về lại căn cứ mới của ông. Tại đây anh gặp lại các thành viên của Dominic bao gồm cả Letty. Nobody giải thích người đứng sau vụ việc lần này là một tay khủng bố tin tặc tên là Cipher. Ramsey nói rằng đó là một tổ chức do cô ta đứng đầu. Và cô ta có thể thao túng thế giới trong bóng tối. Đúng ra việc này chẳng liên quan gì đến họ nếu như Dominic không có mặt trong màn hình. Dominic đã đem thiết bị bom EMP dâng cho ả ta. Và nó có thể biến bất cứ thành phố nào đó thành vùng chiến sự. Và ông giới thiệu một thành viên mới sẽ tham gia cuộc chơi, đó chính là anh hói Deckerso. Hốp đứng dậy chào đón người bạn khốn nạn này. Anh hói không quan tâm đến đội của Dominic làm gì, anh đến đây là vì Cipher. Trước đó ả ta nhờ anh hói đánh cướp Nyset nhưng anh không làm, ả ta đã chuyển sang em trai Owenso của anh. Điều này khiến em trai anh bị bỏ tù chung thân. Ngài Nobody khuyên hai chàng hói cùng nhau xóa bỏ hiềm khích vì đại nghĩa trước mắt. Roman đề nghị họ sử dụng nhãn thần để tìm Dominic. Bọn họ bắt đầu sử dụng nhãn thần tìm kiếm khắp thế giới. Tín hiệu truy xuất cho thấy dấu hiệu của Dominic trên toàn thế giới. Thì ra Cipher đã biết cách tránh né nhãn thần. Bọn họ dùng truy ngược trở lại nguồn. Các vị trí giả dần biến mất. Chỉ còn duy nhất một chỗ mà thôi, đó chính là tòa nhà nơi họ đang ở. Một tiếng nổ lớn chấn động cả căn phòng. Tiếp theo đó có tiếng lăn của lựu đạn được ném vào. Đây là loại lựu đạn gây choáng. Lúc này Cipher xuất hiện cùng với Dominic, cô ta đã lấy đi nhãn thần. Lúc Dominic sắp rời đi thì Letty gọi lớn, nàng hỏi liệu Dominic có phản bội lại gia đình của mình không. Dominic vẫn im lặng không nói gì, Cipher đã ôm hôn Dominic trước mặt của Letty. Lúc này Dominic có nhảy xuống sông cũng không rửa được nỗi oan này. Letty nói với Hope khẳng định không phải là Dominic. Dominic hỏi Cipher về mục đích của những chuyện cô ta đang làm là gì. Cipher dẫn Dominic đến một căn phòng, bên trong chính là người yêu cũ của anh đặc vụ Elena. Tại đây anh cũng được gặp cậu con trai của mình. Khi Elena mang thai cũng là lúc Dominic tìm gặp Letty, nên cô đợi Dominic và Letty hưởng tuần trăng mật về sẽ nói sự thật này. Và chưa kịp nói thì họ đã bị Cipher bắt giữ. Nàng chỉ mới đặt tên đệm cho đứa bé là Marco. Và đợi Dominic đặt tên cho con của họ, Dominic nhìn cậu con trai kháu khỉnh cảm thấy xót xa. Elena nói dù có chuyện gì xảy ra thì anh hãy cứu lấy con chúng ta. Cipher xuất hiện, cô ta đã biết ý định của Dominic đang nôn nóng cứu Elena và con như thế nào. Ả ta đưa khẩu súng cho Dominic, nhưng Cipher quá thông minh. Cô ta biết điểm yếu của Dominic là gia đình anh. Nếu anh giết ai thì bọn lính bên ngoài sẽ tấn công vào ngay lập tức thông qua chiếc camera trên đầu anh. Dominic hét lớn rằng dù anh có giết hết từng người thì anh vẫn không thể mở cánh cửa. Sau đó anh treo sợi dây chuyền thánh giá lên căn phòng và rời đi. Anh hói đã phát hiện vị trí của Dominic trên phi cơ đang đến New York. Cả đội lập tức lên đường trở về New York. Lần này căn cứ của họ được ngụy trang vô cùng kỹ lưỡng. Với vỏ bọc bên ngoài là khu chế biến hải sản, bên trong là một gara siêu xe, nơi này giữ những chiếc siêu xe của bọn buôn lậu từ bờ đông nước Mỹ. Trong này còn có cả một chiếc xe tăng được thiết kế nhỏ gọn để chạy tất cả các địa hình. Anh chàng Roman bị hút hồn bởi một chiếc Lamborghini màu cam sáng chói. Anh dùng chiêu trò dụ dỗ ông chú đặt chiếc xe xuống cho mình. Lúc này Dominic xuất hiện tại New York, anh cố tình ấn nút tạo sự cố xe bị hư. Rất nhanh người đẹp Cipher đã hỏi thăm, bởi vì hiện tại ả ta nắm giữ mắt thần có thể quan sát mọi thứ. Dominic có 5 phút để kiểm tra động cơ, lúc này có một chiếc xe chở hàng che khuất tầm nhìn của mắt thần.
Dominic nhân cơ hội đến gặp một người phụ nữ bí mật. Bà ta dường như đã từng có một mối thù nào đó với Dominic. Nhưng nghe chuyện của Dominic, bà đã gác qua hiềm khích cũ mà nhận lời đề nghị từ Dominic. Cipher cho người tìm mọi góc nhìn khác có thể thấy được Dominic. Chiếc xe tải bắt đầu di chuyển và Dominic cũng xuất hiện trước mặt của Cipher. Hope đến phụ anh hói sửa lại chiếc xe, tình cảm của hai anh đầu chọc cũng phần nào không còn ác cảm hơn trước. Cipher cho khởi động nhãn thần, lần này mục tiêu chính là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga và vali hạt nhân trong tay của ông ta. Cipher cử Dominic đi tiên phong lấy cắp vali hạt nhân. Cô ta cho kết nối tất cả xe hơi bán kính 2 km. Những chiếc xe nhanh chóng bị hack và tự điều khiển lao về phía đoàn xe hộ tống. Số lượng có hơn cả ngàn chiếc kéo thành một đoàn xe đông đúc. Đoàn xe hộ tống dần bị hạ chỉ còn lại chiếc limo chở vali hạt nhân. Lúc này đội của Dominic cũng nhập cuộc chơi. Cipher cô lập chiếc xe chứa vali vào một con đường. Sau đó kết nối với những chiếc xe tự lái và nhằm tạo ra cơn mưa xe. Những chiếc xe lao ra khỏi cửa kính, rơi từ các tòa nhà hai bên xuống chặn đường của xe chở vali hạt nhân. Cuối cùng chiếc xe đã bị chặn đứng. Dominic xuất hiện, anh lấy tấm khiên ra đỡ làn đạn của tên vệ sĩ. Sau đó anh lấy máy cưa thép khổng lồ xẻ con xe limo, anh cắt một lỗ ngay bình xăng. Và thế là người phía trong xe nhẹ nhàng dâng chiếc vali cho Dominic. Hoàn thành nhiệm vụ, Dominic trở về điểm hẹn, đi được một đoạn thì anh bị ngăn cản bởi chính team của mình. Phía sau còn có anh hói, bọn họ chơi trò rượt đuổi trên phố. Dominic tông lật các chân giàn giáo, làm nó cản lại đội nhóm của anh. Cả nhóm chia làm hai đầu để chặn Dominic. Letty đã dùng móc bắn vào xe của anh, đến ngã tư những người khác cũng đuổi kịp và đều bắn móc vào xe của Dominic. Họ kéo giãn ra với chiến thuật ngũ mã phanh xe. Tuy nhiên, chiếc xe của Dominic trang bị động cơ 5.000 mã lực. Anh đã kéo ngã chiếc Bentley đầu tiên, tiếp sau đó là xe của Hope. Và cuối cùng là xe của Letty và Ramsey. Tuy nhiên xe của Dominic cũng bị lật ngay sau đó. Anh lấy chiếc vali chạy vào một con hẻm. Anh hói chạy theo nhưng đã bị Dominic kết liễu nằm tại chỗ. Letty cướp chiếc vali từ trong tay của Dominic. Anh bắn một phát súng cảnh cáo. Cô nàng quay lại nói rằng cô không biết Dominic làm việc này vì cái gì, nhưng cô biết anh yêu mình. Nói xong Letty rời khỏi cùng chiếc vali. Lúc này Roder, cánh tay phải của Cipher, chặn Letty bằng khẩu súng dí vào đầu. Tuy nhiên Dominic có mặt với khẩu súng chĩa vào Roder. Hắn lấy chiếc vali rời đi. Dominic cũng đi theo gã kia. Roder bắt trói Elena và bế con của Dominic trên tay. À ta muốn trừng phạt cho hành động sơ suất vừa rồi của Dominic bằng cách giết chết Elena. Tiếng súng đã làm cho cậu bé khóc. Nobody thông báo cho cả nhóm biết mục tiêu tiếp của Cipher chính là một căn cứ quân sự tại Nga. Nơi đây phiến quân ly khai đang nắm giữ chiếc tàu ngầm chứa đầy vũ khí hạt nhân. Bọn họ bắt đầu lên đường đến Nga. Họ nấp sau một tảng đá quan sát tình hình. Lúc này Dominic đã xuất hiện cùng với quả bom sung điện EMP. Bọn lính canh gác thấy mối nguy hiểm liền nâng rào chắn lên. Tuy nhiên quả bom sung điện không phải để trang trí. Nó được nạp đủ điện vào bùm một tiếng, toàn bộ hệ thống điện của doanh trại bị cắt đứt. Dominic tông thẳng vào bên trong căn cứ quân địch. Nhiều trang bị kính chống đạn nên Dominic dễ dàng tiến đến chiếc tàu ngầm. Dominic ấn công tắc phát nổ EMP lần cuối, chiếc trực thăng tấn công Dominic cũng phát nổ. Con tàu ngầm hoàn toàn mất điện. Bây giờ Cipher bắt đầu chiếm quyền điều khiển con tàu, nhóm của Letty lên kế hoạch. Ramsey sẽ đi vào buồng chỉ huy hack lại con tàu ngầm. Còn lại TSG và vài thành viên xâm nhập vào con tàu rút con chip điều khiển mã phóng hạt nhân. Dominic đã hoàn thành nhiệm vụ nên anh lái xe tẩu thoát. Dominic lái xe bay qua và làm rơi một thanh sắt, dễ dàng cắt đuôi đám lính phía sau. Tuy vậy, nhóm của anh phải chật vật khắc phục sự cố của Dominic để lại. Ramsey thành công hack chặn Cipher. Nhưng Cipher lại là gương mặt vàng trong làng hacker. Chuyện chiếm lại quyền kiểm soát là một điều dễ dàng. Hope ở ngoài ngăn chặn đám lính tấn công, chúng kéo đến mỗi lúc một đông. Nhưng mấy tên lính này không biết Hope thích bạo lực như thế nào. Letty cũng gặp vài gã bự con tấn công buồng điều khiển. Trong đó có một tên bự con, hắn ném Letty đập vào cửa kính, nàng phát hiện cánh quạt của tàu ngầm. Lợi dụng lúc sơ hở đã đá tên này xuống dưới, xe thành tương ớt bắn tung tóe. Hope nhìn thấy còn ghê. Và Cipher nhận thấy nhóm anh da đen TSG đang lẻn vào tàu ngầm. Cô đã nhanh chóng khóa các vách ngăn của chiếc tàu. Ramsey vẫn cố gắng giành lại quyền kiểm soát con tàu nhưng Cipher thật sự đã biến Ramsey thành một người lạc hậu. Cô ta khởi động quy trình phóng tên lửa hạt nhân. May mắn là các chàng trai cũng giúp được con chip trước khi mọi chuyện quá trễ.
Cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát khỏi căn cứ, nhưng bám theo họ nhiệt tình là đội chủ nhà, quân đội ly khai của Nga. Chiếc xe Lamborghini của Roman có lẽ không thích hợp với mặt băng cho lắm. Đội chủ nhà không ngừng mời khách ở lại ăn tối bằng súng ống và súng chống tăng. Dominic đã đến nơi hẹn và gặp gã bạn trai của Schiffer. Roder đi bước lên xe khống chế Dominic. Mọi hành động của anh đều bị Schiffer quan sát từ xa. Đám quân ly khai càng tiến sát nhóm Letty. TEG quay khẩu súng trên xe tăng bắn hạ bọn chúng. Cùng lúc này Hook dùng xe ủi hất ngã xe chiếc xe lính. Còn Roman nhọ như màu da của anh khi chiếc xe bám theo anh lại là xe có gắn ống phóng rocket. Mặt băng bị bắn lủng chiếc xe màu cam chói lọi bị kẹt trong vũng nước lạnh. Anh da đen bắn móc qua chiếc siêu xe và cứu thoát với cánh cửa xe. Chưa chạy được xa lại một phát đạn chống tăng làm Roman bay khỏi cánh cửa. Anh nhanh tay nhặt cánh cửa làm tấm khiên sau đó đánh ngã một tên. Nhân tiện tặng mấy phát súng cho ba em phía sau. Schiffer không biết lúc này có hai người khách không mời mà đến máy bay của mình. Đó là anh Hói và em trai Owen. Đến đây chúng ta sẽ nhớ một vài chuyện quá khứ chút này. Thật ra lúc anh Hói bị Dominic bắn hạ chỉ là một màn kịch được dựng lên mà thôi. Chính mẹ của anh Hói đã đánh thức dậy và đó cũng là người phụ nữ mà Dominic đã nhờ lúc trước. Chàng trai giao hàng chắn tầm nhìn của camera, không ai xa lạ đó chính là Rando, người đua xe với Dominic đầu phim. Và mẹ của anh Hói muốn hai anh em hành động cùng nhau. Anh từ chối thì bà càng khóc lớn, thấy thương mẹ anh Hói đồng ý thì bà cũng ngừng khóc ngay. Đúng là phụ nữ có khác rất giỏi diễn. Owen dễ dàng khống chế phi công và mở các cửa ra vào cho anh Hói hành động. Roder được lệnh của Schiffer triệt hạ nhóm của Dominic. Hắn ta cho Dominic chọn mục tiêu đầu tiên trước. Hắn bắt đầu chỉnh ống súng quay về phía Letty, lúc này một cuộc gọi đến từ anh Hói. Nhận được mật mã đã giải cứu thành công đứa bé. Bây giờ thì Dominic không còn lo lắng gì nữa. Dominic ra ngoài dạy dỗ cho tên này một bài học. Anh túm lấy cổ tên này và tặng hắn một đấm đi đầu thai. Schiffer tìm cách liên lạc với Roder, nhưng người mở máy là Dominic. Và anh nói hắn đã lựa chọn sai lầm rồi lái xe rời đi. Anh Hói đeo tai nghe và mở nhạc cho cậu bé. Một tay ôm đứa bé tay còn lại cầm súng. Sau đó anh xông ra tấn công đám lính. Là một tay đặc vụ sành sỏi nên mấy tên này chỉ là tép riêu mà thôi. Mấy tên sát thủ của Schiffer như là trò chơi easy của anh Hói. Đứa bé vẫn nghe nhạc vui vẻ, không thể biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhóm của Dominic vẫn cố gắng cắt đuôi phiến quân lính ly khai. Một tên lửa bắn vào đít của chiếc xe ủi. Cũng may hệ thống vẫn hoạt động tốt. Tiếp theo đó sẽ là cơn mưa tên lửa, từ đằng xa Dominic tới hỗ trợ đồng đội. Dominic phóng từ trên đỉnh núi tông vào con bán tải làm lệch mục tiêu của các tên lửa. Kết quả là bay ngược lại tấn công xe của bọn chúng. Lần này Dominic đã thật sự trở lại Letty vô cùng vui mừng. Schiffer cho phóng hai quả ngư lôi, một quả găm vào xe quân lính ly khai. Quả còn lại chưa nổ đích thân Hook lấy tay đẩy vào xe bán tải chở đầy tên lửa. Schiffer quyết định chơi lớn một phen cho con tàu ngoi lên khỏi lớp băng dày đặc. Mặt băng bị rạn nứt bởi con tàu. Truy đuổi sát sao bọn họ, Letty và Ramsey bị kẹt phía sau cùng. Letty nâng phục lên cao bay qua khỏi vùng nguy hiểm. Lúc này Schiffer gọi cho Dominic thì bị anh cà khịa đã giết chết thằng bồ tóc đỏ của cô. Ả ta phát điên ra lệnh bắn tên lửa mục tiêu vào Dominic. Anh ra lệnh đồng đội tránh sang nơi khác, bản thân Dominic sẽ dẫn dụ quả tên lửa đi hướng khác. Dominic quay đầu chiếc xe dụ tên lửa quay ngược lại chiếc tàu ngầm. Schiffer thấy tình thế bất lợi cho lặn con tàu ngay lập tức, nhưng đã quá trễ. Dominic nói đây là món nợ anh trả cho Elena. Chiếc tàu đã bị tên lửa xuyên qua và phát nổ, Dominic cũng kịp thời thoát khỏi chiếc xe. Lúc này đồng đội của anh xuất hiện kịp lúc, che cho anh khỏi ngọn lửa sau vụ nổ. Cùng lúc này Schiffer định tẩu thoát cùng nhãn thần, nhưng anh Hói đã xuất hiện kịp lúc để ngăn chặn ả ta. Schiffer lấy dù mở cửa máy bay trốn thoát. Anh Hói cố gắng giữ cậu bé không bị hút ra ngoài và đóng cửa máy bay. Cậu bé không hiểu gì vẫn cứ là tươi cười nhìn ân nhân. Lúc này Letty đã hiểu được nỗi khổ tâm của Dominic và cả hai thể hiện tình cảm với nhau. Roman vẫn không quên chụp ảnh kỷ niệm cho chuyến du lịch Bắc Cực lần này. Cuối phim bọn họ quay về New York sống cuộc sống yên bình. Hai anh chàng da đen TEG và Roman lại dùng kỹ năng tán tỉnh cô em gái Ramsey. Ngài Nobody cũng đến dự buổi party. Ông nói bây giờ Schiffer đã trốn đến Athens rồi và trao cho Hope bộ hồ sơ sạch cùng với chức đặc vụ được khôi phục lại. Nhưng Hope đã từ chối vì anh muốn dành nhiều thời gian cho cô con gái. Anh Hói cũng an toàn gửi đứa trẻ cho bố của nó. Hai người đàn ông nhận ra sự tôn trọng của nhau. Cả nhà của Dominic giờ đã hạnh phúc trọn vẹn. Dominic giới thiệu đứa bé cho mọi người với cái tên là Brian.
Cái tên này đạo diễn có ý đồ gửi gắm vào phim nhằm tưởng nhớ sau sự ra đi đầy tiếc nuối của Paul Walker. Phần 8 của bộ phim Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để sớm nhận được video phần 9 từ Queen sớm nhất nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những review phần phim tiếp theo.